Xin chào bà con và quý vị khán giả. Thưa bà con, cần lưu ý gì khi chăm sóc lúa giai đoạn trổ chính là nội dung chính của tiết mục Syngenta Thông tin Nông nghiệp kỳ này. Mở đầu như thường lệ là thông tin dự báo sâu bệnh. Tình hình sinh vật gây hại tuần qua ở các tỉnh thành phía Nam có những điểm đáng lưu ý như sau. Trên cây lúa, bệnh lem lép hạt, toàn vùng gần 25.400 hectare lúa bị nhiễm bệnh, tăng hơn 6.500 hectare so với tuần trước, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 5 đến 15%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng. Bệnh đạo ôn cổ bông, toàn vùng có hơn 15.300 hectare nhiễm bệnh, tăng hơn 5.000 hectare so với tuần trước, tỷ lệ bệnh từ 5 đến 8%. Bệnh xuất hiện ở các tỉnh Bạc Liêu, Kiên Giang, Long An, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp. Bệnh đạo ôn lá, toàn vùng có gần 10.000 hectare lúa bị nhiễm bệnh, tăng hơn 800 hectare so với tuần trước, tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 đến 15%. Ngoài ra, toàn vùng cũng có hơn 4.000 hectare lúa bị nhiễm rầy nâu, gần 5.000 hectare lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ và một số dịch hại khác không đáng kể. Dự báo sinh vật gây hại và đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ. Trên cây lúa, các tỉnh chuẩn bị xuống giống lúa hè thu năm 2023 cần theo dõi sát tình hình rầy vào đèn cũng như tình hình khí tượng thủy văn tại địa phương để xuống giống né rầy đạt hiệu quả cao, hạn chế được thiệt hại do thiên tai. Chú ý các bệnh hại đang có chiều hướng phát triển gia tăng diện tích nhiễm trên đồng như bệnh đạo ôn, bạc lá vi khuẩn, lem lép hạt. Ở những ruộng gieo xạ dày, trồng giống nhiễm, bón thừa phân đạm hoặc đã nhiễm bệnh đạo ôn vào giai đoạn sớm, cần khuyến cáo phun ngừa đạo ôn cổ bông và lem lép hạt vào thời điểm lúa bắt đầu trổ lác đác, nhà phun lại lần hai khi lúa đã trổ đều. Chú ý bệnh vàng lá chín sớm và chuột gây hại trên lúa giai đoạn từ đồng tới trổ chín. Thưa bà con nông dân và quý vị khán giả, thời tiết nhiều sương mù, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là điều kiện thuận lợi cho nhiều nấm bệnh phát sinh và gây hại cho lúa giai đoạn trổ chín. Vậy làm thế nào để kiểm soát hiệu quả bệnh hại do nấm, giúp lúa vào chắc tốt hơn ở giai đoạn này? Cán bộ kỹ thuật của công ty Syngenta có những lưu ý như sau. Mời bà con và quý vị khán giả cùng theo dõi. Chào bà con. Đa số cái diện tích lúa vụ đông xuân của chúng ta đang bước vào giai đoạn trổ chín. Đây là một trong những giai đoạn rất là quan trọng đối với cây lúa, ảnh hưởng trực tiếp đến với năng suất của bà con nông dân. Ngoài ra thì ở thời điểm này bà con chúng ta cũng thấy có một cái sự thay đổi rất là lớn với cái điều kiện thời tiết. Sự chênh lệch nhiệt độ rất là cao giữa ban ngày và ban đêm, cùng với đó là cái sương mù xuất hiện rất là dày vào buổi sáng, thì đây là cái điều kiện cực kỳ thuận lợi cho những cái nấm bệnh phát triển, đặc biệt đó là bệnh đốm vằn, lem lép hạt và đạo ôn, có cả là đạo ôn cổ lá, đạo ôn nhánh dé và đạo ôn cổ bông. Thì đối với những cái nấm bệnh quan trọng ở cái thời điểm này, bà con nông dân chúng ta nếu mà không quản lý tốt những cái dịch hại đó sẽ gây ảnh hưởng rất là lớn đối với năng suất, có thể là làm giảm đến 70% cái năng suất của bà con nông dân. Tại vì hai cái bệnh đó là nó quan trọng, nếu mà nó bị xảy ra rồi là nó thất thoát cái năng suất nó cao lắm. Thử ra mình phải chú trọng quan tâm cái hai cái bệnh đó nó nhiều. Về phía Syngenta có cái sản phẩm Newtech 300SC với hai hoạt chất tiên tiến của công ty Syngenta giúp bà con nông dân chúng ta có thể quản lý những cái nấm bệnh ở cái giai đoạn quan trọng này mà không cần phải phối trộn. Ngoài ra thì khi sử dụng Newtech 300SC, bà con có thể là có được cái cây lúa với cái bộ lá đồng rất là xanh, dày, và nhờ cái sự xanh dày này thì nó tăng cái quá trình quang hợp cho cây lúa, góp phần tích lũy thêm nhiều cái chất dinh dưỡng cũng như là giúp cây lúa vào gạo tốt hơn. Thì theo kinh nghiệm của tôi thì lúa thì tôi cái giai đoạn lúa đồng trổ thì tôi quản lý cái đầu ôn với lem lép hạt thì xịt ra như test thì thấy nó cũng đạt hiệu quả rất là tốt. Cái giai đoạn mà lúa lâm đồng nó đồng trổ á thì chỗ đều tôi cũng lặp lại cái hai thứ thuốc đó tôi xịt trả lại để quản lý cái lép hạt và cái đầu ôn của bông.
khi sử dụng Neotech thì giúp cho cái cổ bông của cái cây lúa, cổ bông giống như là một cái con đường để chất dinh dưỡng để di chuyển vậy bà con. Thì khi chúng ta sử dụng Neotech nó giúp cho cái cổ bông nó dày, chắc chắn, thì hạn chế được sự xâm nhiễm của nấm bệnh cũng như là cái con đường vận chuyển chất dinh dưỡng từ cái cây lúa lên đến cái bông lúa nó được thuận tiện hơn, nó được nhiều hơn, thì từ đó góp phần giúp cho cây lúa chúng ta vào gạo chắc hơn, hỗ trợ cho việc gia tăng năng suất. Với cái liều lượng khuyến cáo hiện tại của Neotech đó là 1 lít trên 1 hecta thì nó giúp cho bà con nông dân chúng ta quản lý được bệnh đốm vằn, lem lép hạt và đạo ôn, cả đạo ôn lá, đạo ôn nhánh dé, đạo ôn cổ bông. Và tôi tin chắc rằng với cái sản phẩm Neotech 300 SC thì có thể giúp bà con an tâm có một cái vụ mùa bội thu.